và Ánh Xuân kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Ninh Thuận ngày mới thứ năm, ngày 4 tháng 8 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận. Như thường lệ, chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay được mở đầu với bản tin thời sự. Tiếp theo là bản tin Ninh Thuận xanh sạch đẹp. Một điểm báo và điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự do biên tập viên Quốc Hưng giới thiệu. Xin mời anh Quốc Hưng. Cảm ơn anh Xuân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Xuống cấp gây mất an toàn giao thông, tuyến đường từ thôn Mông Đức đến thôn Hậu Xanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận là con đường đau khổ và từng là nỗi ám ảnh của người dân địa phương. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện Ninh Phước đã triển khai sửa chữa tuyến đường này, tạo thuận lợi trong đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Đây là hình ảnh xuống cấp của tuyến đường từ thôn Mông Đức đến thôn Hậu Xanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, cách đây 3 tháng. Và đến nay tuyến đường này đã được sửa chữa xong. So với trước đây á, thì là con đường này không có còn ngập nước nữa, nhưng bà con là tham gia giao thông là thoải mái và yên tâm trong vấn đề là tham gia giao thông, đặc biệt là về đêm cũng là yên tâm, không có vấn đề gì trở ngại về vấn đề giao thông. Thì trước đây là do cái đoạn đường là hư hỏng nặng, ổ gà ổ voi là nước, khi mà mưa xuống thì nước nó ngập. Bà con không có thấy được là cái vấn đề cái hố, cái ổ vò, ổ gà, ổ voi thì nên là ban xuống đó là dễ gây ra tai nạn. Tuyến đường từ thôn Mông Đức đến thôn Hậu Xanh dài khoảng 4,3 km, được đầu tư xây dựng cách đây 20 năm. Qua thời gian sử dụng, đường đã xuống cấp. Bên cạnh đó, từ năm 2019 đến năm 2020, tại địa phương có 7 doanh nghiệp đầu tư các dự án năng lượng tái tạo, vận chuyển vật tư thiết bị đã làm tuyến đường xuống cấp trầm trọng hơn. Qua phản ánh của cử tri về nguy cơ mất an toàn giao thông do đường xuống cấp, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo huyện Ninh Phước làm việc với các doanh nghiệp đầu tư các dự án năng lượng tái tạo cùng đóng góp kinh phí sửa chữa tuyến đường. Từ nguồn kinh phí đóng góp của các doanh nghiệp là 5,3 tỷ đồng, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước đã tiến hành sửa chữa lại tuyến đường và hoàn thành việc sửa chữa vào ngày 25 tháng 7 vừa qua. Dân rất là đón mừng, rất là vui được con đường mới. Thì trong thời gian đến thì đối với Ủy ban nhân xã thì cũng rút kinh nghiệm được các con đường trước, các con đường khác thì rút kinh nghiệm cũng có giải pháp. Thì giải pháp đó là mời các doanh nghiệp để triển khai quán triệt rồi ký làm cam kết là trong nội dung nếu mà có xe của điện gió, điện dự án của điện gió, điện mặt trời mà có xe mà trọng lượng lớn mà đi ngang qua mà ảnh hưởng đến hạ tầng, ảnh hưởng đến hạ tầng thì kịp thời sửa chữa khắc phục. Rút kinh nghiệm từ các doanh nghiệp vận chuyển thiết bị vật tư làm hư hỏng đường giao thông, vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các địa phương trong quá trình triển khai các dự án có vận chuyển thiết bị vật liệu phục vụ thi công làm đường xuống cấp thì chủ đầu tư các dự án phải có trách nhiệm sửa chữa khắc phục hư hỏng theo đúng hồ sơ báo cáo đánh giá tác động của dự án đã được duyệt nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân trong việc triển khai các dự án. Từ năm 2015 tới nay, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã đầu tư hơn 22 tỷ đồng cho 6 thôn đặc biệt khó khăn thuộc hai xã Tà Năng và Đa Quynh, qua đó giúp hàng trăm hộ gia đình nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống. Nguồn kinh phí này được sử dụng hỗ trợ trực tiếp cho 527 hộ gia đình, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, thuộc các thôn Long Bông, Cha Rang Hao, Tân Hạ, Tôm Rang, xã Tà Năng, thôn Chô Rung và Toa Cát, xã Đà Huynh, có điều kiện phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng các mô hình giảm nghèo, đầu tư nâng cấp 19 công trình giao thông nông thôn phục vụ sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân, với tổng kinh phí gần 18 tỷ đồng, xây dựng 17 căn nhà cho hộ nghèo, với số tiền 870 triệu đồng. Ngoài ra, ngành chức năng cũng đã tổ chức giao khoán quản lý bảo vệ rừng trên 15.000 hectare rừng cho 861 lượt hộ nghèo cận nghèo và hộ khó khăn thuộc hai xã Tà Năng và Đa Quynh, với tổng số tiền chi trả hơn 5 tỷ đồng. Các nguồn đầu tư này đã giúp hàng trăm hộ gia đình thuộc 6 thôn đặc biệt khó khăn của hai xã Đa Quynh và Tà Năng giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký ban hành công văn gửi Ủy ban dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai tuyển dụng 27.850 biên chế giáo viên cấp mầm non và phổ thông bổ sung cho các tỉnh, thành phố năm học 2022-2023. Theo đó, số lượng biên chế bổ sung cụ thể của từng cấp học quy định tại phụ lục 4 kèm theo quyết định số 72 ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị. Việc tuyển dụng biên chế giáo viên thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật, ưu tiên tuyển dụng giáo viên các môn học mới để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 và ưu tiên tuyển dụng giáo viên mầm non cho các cơ sở giáo dục mầm non ở vùng kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Cũng liên quan đến công tác giáo dục, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên năm nay, huyện Thuận Bắc tỉnh Ninh Thuận vẫn bố trí lồng ghép các nguồn vốn để ưu tiên sửa chữa nâng cấp, đầu tư mới 20 phòng học. Qua đó khắc phục tình trạng học sinh phải học trong những phòng học xuống cấp, ghi nhận của phóng viên thời sự. Được đầu tư với nguồn vốn 4,9 tỷ đồng, sau hơn 5 tháng triển khai xây dựng, hiện 6 phòng học của trường tiểu học Phước Chiến, huyện Thuận Bắc đã cơ bản hoàn thành. Các thiết bị điện, quạt, tivi, bàn ghế đảm bảo đúng quy cách cũng được trang bị, sẵn sàng cho năm học mới 2022-2023. Trước đây có 3 phòng học mà nứt, bị nứt cái vách tường. Cái thứ hai là xuống kiềng, cho nên là không bảo đảm cho cái mùa mưa. Cái thứ ba là cái dục cái mái trên á. Năm nay có 6 phòng học mới, bà con đây tôi thấy vui mừng. Năm nay là được sự hỗ trợ của tỉnh huyện là làm, nói chung là xây dựng hàng rào khang trang, rồi đầu tư 6 phòng học kiên cố. Thành ra là về phía địa phương thì rất là phấn khởi, mong muốn là trong thời gian sắp tới là tiếp tục là nhận được sự cái hỗ trợ về cái xây dựng cái điểm trường mẫu giáo trên Tập Lá. Với mục tiêu xóa các phòng học xuống cấp, năm 2022, huyện Thuận Bắc đã bố trí hơn 17 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 20 phòng học mới. Đến thời điểm này, có 6 trên 20 phòng học đã hoàn thành. 14 phòng học còn lại đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp đưa vào sử dụng trong đầu năm học mới. Bên cạnh đó, địa phương cũng đã bố trí gần 2 tỷ đồng để giúp các trường học kịp thời hoàn thành việc sửa chữa nhỏ trước khi năm học mới bắt đầu. Qua rà soát thì hiện nay của các trường, để đảm bảo cho học sinh học an toàn, đảm bảo đủ điều kiện để mà dạy và học, thì huyện tạm thời bố trí bằng các nguồn, như là một là sự nghiệp giáo dục 2% để mà bố trí sửa chữa, đầu tư, nâng cấp cho một số phòng học mà xuống cấp, như là hệ thống điện, máy toan, la phong, phòng học, nền phòng học thì không đảm bảo thì chúng tôi sửa chữa bằng cái nguồn 2% để mà đảm bảo quá trình học. Theo kế hoạch, năm học mới 2022-2023, huyện Thuận Bắc sẽ đón gần 9.500 học sinh ở các cấp học. Mặc dù đã bố trí nguồn vốn để xây dựng 20 phòng học phục vụ năm học mới, tuy nhiên số phòng học mới đầu tư cũng chưa thể lắp hết số phòng học đang bị xuống cấp. Vì vậy, năm học 2022-2023, huyện Thuận Bắc vẫn còn nhiều điểm trường phải mượn tạm trụ sở thôn để tổ chức dạy và học. Bản tin tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Từ đầu năm đến nay, ngành chức năng tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức 156 đoàn thanh tra kiểm tra an toàn thực phẩm tại 3.448 cơ sở, trong đó số cơ sở đạt yêu cầu là 3.142 cơ sở, chiếm tỷ lệ 91,2%. Đến nay, toàn tỉnh có 41.286 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Để nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân đối với việc đảm bảo an toàn thực phẩm, thời gian tới, các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác thanh kiểm tra, truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn, kiên quyết xử lý các vi phạm trong sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng đối với những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm không đảm bảo các điều kiện về an toàn thực phẩm, xây dựng và nhân rộng các mô hình về an toàn thực phẩm như chợ đầu mối, chợ dân sinh, khu sản xuất, kinh doanh nông lâm, thủy sản, chăn nuôi, trồng trọt, mô hình bếp ăn tập thể, các cơ sở dịch vụ ăn uống, khu du lịch, bảo đảm an toàn thực phẩm. Sau gần 5 năm tích cực thực hiện những khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ. 6 tháng đầu năm 2022, Quảng Ngãi không có tàu cá nào bị nước ngoài bắt giữ. Đến thời điểm này đã có
3.368 trên 4.590 tàu cá được cấp giấy phép theo hạn ngạch. Để tiếp tục thực hiện những khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, Quảng Ngãi đang tập trung đẩy mạnh tuyên truyền đến chủ tàu, thuyền trưởng, nhất là những chủ tàu thuộc nhóm có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài, những tàu thường xuyên di chuyển ngư trường, tàu ít về địa phương, lập danh sách và giám sát chặt chẽ tàu cá có nguy cơ cao khai thác vi phạm IUU, nhất là đối với tàu cá có biển hiệu nghi vấn tổ chức đi khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài. Tập trung đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng cảng cá, trang thiết bị và phần mềm chuyên dùng phục vụ công tác quản lý, kiểm soát khối lượng nguyên liệu trong quá trình xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác đảm bảo khoa học, chính xác. Sở Y tế vừa có thông báo về việc phát hiện các mẫu sản phẩm nghi ngờ là thuốc giả trên nhãn ghi Salonpasteur Nestlé 50g do công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Hitsamitsu Việt Nam sản xuất. Trước đó, công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Hitsamitsu Việt Nam đã có báo cáo đến Cục Quản lý Dược về việc phát hiện các mẫu sản phẩm nghi ngờ là thuốc giả trên nhãn ghi Salonpasteur Nestlé 50g kèm các thông tin về nhãn, thông tin tra cứu trên Internet. Mẫu các sản phẩm nghi ngờ là thuốc giả nêu trên đang được bán trên mạng xã hội Facebook, Zalo và website. Để tránh việc sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng và để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế yêu cầu các công ty kinh doanh thuốc, nhà thuốc thông tin cho các nhân viên bán thuốc được biết về các đặc điểm, dấu hiệu phân biệt giữa sản phẩm nghi ngờ là thuốc giả và thuốc do công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Hitsamitsu Việt Nam sản xuất, lưu hồ sơ thuốc giả theo quy định. Sở Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, bán buôn, bán lẻ thuốc trên địa bàn, đảm bảo kinh doanh thuốc có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuốc nhập lậu, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm nếu có. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Công an huyện Ea Leo triệt phá thành công một nhóm đối tượng chuyên sản xuất các loại giấy tờ giả lần đầu tiên xuất hiện tại tỉnh Đắk Lắk. Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi làm giả mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức trên địa bàn huyện Ea Leo. Ngay sau đó, đơn vị đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an huyện Ea Leo vào cuộc xác minh. Sau một thời gian tích cực điều tra, lực lượng công an đã xác định được hai đối tượng chuyên làm giả mua bán các loại giấy tờ của cơ quan tổ chức là Đỗ Trung Kiên, trú tại thị trấn Ea Đờ Răng và Nguyễn Thành Long, trú tại xã Ea Hia Ao, huyện Ea Leo. Lực lượng công an đã tiến hành bắt và khám xét nơi ở của hai đối tượng trên. Bước đầu làm rõ các loại giấy tờ mà hai đối tượng làm giả chủ yếu là các loại bằng cấp, chứng chỉ, giấy phép lái xe, căn cước công dân, chứng minh nhân dân. Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ 3 máy tính, 2 máy in màu, 1 máy ép nhựa dẻo, gần 300 thẻ nhựa có in chữ, giấy phép lái xe, cùng hàng trăm loại giấy tờ, tài liệu có liên quan. Hiện vụ việc đang được công an huyện Ea Leo thụ lý điều tra để xử lý hai đối tượng này về hành vi làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Vừa rồi là bản tin thời sự, sau đây là dự báo thời tiết biển. Vùng biển tỉnh Ninh Thuận mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc xét, gió tây nam cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét, biển động. Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết biển. Tiếp tục chương trình, biên tập viên Ánh Xuân sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn bản tin Ninh Thuận xanh sạch đẹp. Xin mời Ánh Xuân. Cảm ơn anh Quốc Hương. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Ninh Thuận xanh sạch đẹp. Bản tin sáng nay có những nội dung chính sau. Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phóng sự hoạt động du lịch có trách nhiệm vì môi trường xanh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đoàn công tác do bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm trưởng đoàn, vừa làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện nghị quyết của Quốc hội về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án hồ chứa nước sông Than. Tiếp và làm việc với đoàn, các đồng chí Lê Huyền, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Dự án hồ chứa nước sông Than có dung tích hơn 85 triệu mét khối, tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 7 năm 2018. Đến nay, tổng khối lượng thi công dự án đạt gần 62%. Dự án đã được Quốc hội chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác là gần 432 hectare. Ủy ban dân tỉnh đã giao kế hoạch trồng rừng thay thế và các đơn vị lâm nghiệp đã trồng hơn 770 hectare. Toàn bộ diện tích rừng trồng đều đạt yêu cầu về mật độ và đảm bảo cây sinh trưởng tốt. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cho biết, công tác trồng rừng thay thế đối với các công trình dự án triển khai trên địa bàn tỉnh, nhất là các công trình thủy lợi, luôn được tỉnh đặc biệt quan tâm. Do đó, tỉnh luôn có phương án bố trí đất trồng rừng, đảm bảo diện tích và thực hiện việc trồng rừng, đảm bảo tỷ lệ che phủ rừng theo quy định. Đồng chí Lê Huyền đề nghị các đơn vị lâm nghiệp tiếp tục trồng và chăm sóc diện tích cây rừng đảm bảo theo kế hoạch. Về tiến độ thực hiện dự án hồ chứa nước sông Than, đồng chí đề nghị chủ đầu tư tiếp tục theo dõi, đôn đốc kiểm tra phối hợp với đơn vị thi công, tập trung huy động phương tiện, lực lượng, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo yêu cầu chất lượng đề ra. Thay mặt đoàn công tác, bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, đề nghị tỉnh tiếp tục đánh giá hiệu quả hiện trạng, vị trí khu vực trồng và loại cây trồng, tiếp tục triển khai trồng rừng thay thế đảm bảo đúng kế hoạch. Về tiến độ thực hiện dự án hồ chứa nước sông Than, do tác động nhiều nguyên nhân, nhất là ảnh hưởng dịch COVID-19 trong 2 năm qua, nên khó hoàn thành dự án đúng tiến độ. Do đó, tỉnh cần đánh giá phân tích tìm ra giải pháp thực hiện đảm bảo. Thực hiện phong trào toàn dân chung sức xây dựng Ninh Thuận xanh sạch đẹp, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. 5 năm qua, cán bộ hội viên cựu chiến binh toàn tỉnh đã đóng góp trên 2.000 ngày công lao động làm đường liên thôn dài 20 km, thu gom hàng trăm mét khối rác thải, góp tiền làm đường bê tông trên 200 triệu đồng, góp trên 100 triệu đồng tham gia mô hình thắp sáng đường quê, hiến 8.700 mét vuông đất làm công trình phục vụ dân sinh, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần tích cực vào việc xây dựng diện mạo cảnh quan môi trường của tỉnh và thực hiện thắng lợi các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, du lịch được định hướng phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Tuy nhiên, nếu không biết khai thác tiềm năng du lịch một cách hợp lý, sẽ làm suy giảm chất lượng môi trường và ảnh hưởng tới phát triển du lịch. Để phát triển du lịch bền vững, hiện nay nhiều người trẻ chọn cho mình một cách du lịch rất khác, đó là du lịch có trách nhiệm với môi trường. Đây là một trong những sản phẩm du lịch đặc biệt tại khu dự trữ sinh quyển Thế giới Núi Chúa. Đây là nhóm hơn 20 tình nguyện viên đến từ mọi miền đất nước tham gia trồng rừng ngập mặn ở khu bảo tồn biển, khu dự trữ sinh quyển Thế giới Núi Chúa. Thông qua mạng xã hội, các bạn đã tập hợp nhau tổ chức chuyến đi và ở lại trong 2 tuần với quyết tâm trồng 1.000 cây đước ở khu vực bảo tồn biển Núi Chúa. Một cái cây được trồng lên ạ, thế thì ạ, chúng ta đã có góp phần ạ, tăng thêm rất là nhiều những cái oxy cho trái đất cũng như là chúng ta đã đem lại cho cuộc sống của chúng ta thêm những cái hơi thở trong lành ạ. Chết cây mà nạn đào 55 hecta rừng khai thác còn thẳng cao từ 20 cm đến hơn 1,5 m này là kết quả của công tác trồng rừng ngập mặn của tình nguyện viên và người dân địa phương trong 10 năm qua tại khu dự trữ sinh quyển Thế giới Núi Chúa. Trồng cây đã khó, giữ cây càng khó hơn vì diện tích rừng ngập mặn luôn đối mặt với tình trạng rác thải nhựa cuốn gốc làm chết cây và nạn đào gốc cây để khai thác trùng biển. Việc làm ý nghĩa của tình nguyện viên, những người bạn phương xa đã tạo sức lan tỏa giúp người dân địa phương nâng cao ý thức giữ gìn hệ sinh thái nơi bãi rạn. Hàng năm có lực lượng của các bạn tình nguyện viên về đây vừa chăm sóc, vừa nhặt rác, vừa dọn vệ sinh cây và tái tạo là trồng thêm những cây mới, hạt giống mới. Cái rừng mình nó càng xanh tươi tốt hơn. Du lịch có trách nhiệm với môi trường giờ đây đã trở nên quen thuộc ở khu dự trữ sinh quyển Thế giới Núi Chúa. Mỗi một cây trồng xuống sẽ góp phần giúp màu xanh lan dần ở bãi cạn. Thông qua đó, ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học của cộng đồng ngày một nâng lên. Vừa rồi là bản tin Ninh Thuận xanh sạch đẹp. Sau đây, biên tập viên Quốc Hưng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung có trong một điểm báo sáng nay. Xin mời anh Quốc Hưng. Cảm ơn anh Xuân. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu một điểm báo sáng nay là bài viết trên báo Nhân dân với nhan đề Khơi thông tín dụng, phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Trong những năm qua, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã đã khẳng định được vai trò quan trọng trong phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. Tuy nhiên, khu vực kinh tế này vẫn chưa phát huy hết tiềm năng lợi thế trong tiến trình phát triển nền nông nghiệp hiện đại bền vững. Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu nguồn lực tài chính và khả năng tiếp cận nguồn vốn. Tại diễn đàn khai thông tín dụng vi mô phục vụ chuỗi liên kết sản xuất chế biến tiêu thụ nông sản do diễn đàn kết nối nông sản 970 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa tổ chức, nhiều giải pháp đã được đưa ra để các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã tiếp cận hiệu quả các nguồn vốn, thực hiện thành công sứ mệnh nâng cao giá trị gia tăng cho ngành nông nghiệp. Thời gian qua, rất nhiều chuyên gia bác sĩ đã nói về những điều bất hợp lý trong tiền lương và chế độ đãi ngộ với nhân lực công tác trong ngành y tế nói chung và bác sĩ nói riêng. Nhiều người cho rằng đây là bài toán cần có lời giải ngay để ngăn làn sóng bác sĩ bỏ việc, giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực ngành y. Báo Lao động có bài viết giải bài toán bất cập tiền lương, ngăn làn sóng y bác sĩ nghỉ việc. Theo các chuyên gia, để giữ chân và thu hút nhân tài ngành y, nhà nước cần có mức đãi ngộ tương xứng với những gì họ đã bỏ ra. Ngoài ra, cơ quan chức năng cần có giải pháp đảm bảo môi trường làm việc an toàn để cán bộ y tế yên tâm làm việc. Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện môi trường làm việc thuận lợi cho nhân viên y tế bằng việc trang bị đầy đủ trang thiết bị, máy móc, thuốc men, vật tư y tế, có định hướng phát triển rõ ràng cho những vị trí đặc thù như bác sĩ y tế dự phòng, điều dưỡng, đồng thời xây dựng hệ thống hành lang pháp lý an toàn bởi các quy trình quy định phù hợp thực tế và quy định của pháp luật. Các cơ quan chức năng cần sớm tham mưu chính phủ ban hành cơ chế chính sách về vấn đề tự chủ tài chính, tăng cường xã hội hóa đối với hệ thống bệnh viện công. Mới đây, Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam đã ra thông báo dừng công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam. Như vậy, đây là nước thứ ba sau Đức và Tây Ban Nha dừng cấp visa vào hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới việc vận hành các tour du lịch nước ngoài của doanh nghiệp du lịch Việt. Báo Kinh tế và Đô thị có bài viết, ba nước dừng công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam, doanh nghiệp du lịch như ngồi trên đống lửa. Việc phải tạm hoãn, hủy tour sẽ gây thiệt hại lớn cho du khách và phía doanh nghiệp du lịch lữ hành. Bởi du khách đã thanh toán các chi phí, máy bay, dịch vụ lưu trú tại Đức, nếu việc tạm hoãn hoặc hủy tour sẽ ảnh hưởng lớn quyền lợi của khách hàng. Phía doanh nghiệp du lịch lữ hành vẫn đang trông chờ vào chính sách hỗ trợ, động thái xử lý sớm kịp thời của chính phủ, đặc biệt từ phía Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. Thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục điểm báo sáng nay. Bây giờ mời quý vị và các bạn đến với một điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận và chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Anh Xuân. Xin mời Anh Xuân. Cảm ơn anh Quốc Hương. Chuyên mục điểm đến Ninh Thuận hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm điểm đến công viên biển Bình Sơn ở thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Khánh Hằng rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong một giới thiệu điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận. Nếu quý vị và các bạn đang muốn tìm một nơi nghỉ ngơi, hóng mát, thư giãn mà lại có thể ngắm biển dưới lòng thành phố thì hãy cùng theo chân Khánh Hằng nhé. Vâng, và điểm đến mà Khánh Hằng muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn chính là công viên biển Bình Sơn. Công viên biển Bình Sơn có diện tích trên 20 hectare, hướng thẳng tầm nhìn ra biển, cách trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm khoảng 6 km, nằm ở ngã tư giao lộ đường 16 tháng 4 và đường Yên Ninh. Ấn tượng đầu tiên khi đến với công viên biển Bình Sơn là du khách sẽ được đi trên con đường lát gạch giữa những hàng cây xanh, tận hưởng không khí trong lành trước không gian bao la của biển cả. Vào buổi sáng sớm, chúng ta có thể ngắm bình minh trên mặt biển cùng tập thể dục tại đây với hệ thống sân tập và dụng cụ thể dục được trang bị sẵn. Chị chào em. Em tên gì và em đến từ trường nào? Dạ, em tên là Tùng Nguyên và em đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi. Em có thường xuyên đến với công viên biển Bình Sơn hay không? Dạ, em rất là thường xuyên đến công viên biển Bình Sơn. Khi mà đến công viên biển Bình Sơn thì em tham gia những hoạt động gì và em cảm thấy nơi này ra sao? Dạ, em thường
đến công viên để hoạt động thể thao như là trượt patin hoặc là đánh cầu lông, vui chơi bạn bè, và sau đó em có thể xuống biển tắm để giải stress sau những ngày mệt mỏi, và em cảm thấy công viên biển Bình Sơn rất là mát mẻ và thoáng đãng. Chị cảm ơn em, chúc em có một buổi chiều thư giãn thật là thoải mái tại công viên biển Bình Sơn. Dạ, con chào chú ạ. Chú tên gì và chú đến từ phường nào ạ? Tôi là tên Khoa, đến từ phường Bình Dinh. Chú có thường xuyên đến công viên biển Bình Sơn hay không, và cảm nhận của chú về nơi này ra sao? Tôi là cũng cái này là cái hoạt động thể dục thể thao hàng ngày mà. Chắc cũng là đạp được cũng gần chục năm nay rồi. Đó, rất là tốt. Mà cái không gian biển đây rất là ok, tức là đẹp mà thoáng mát. Nhà nước thì đầu tư rất là đầy đủ. Cho nên đây là một công trình phúc lợi rất là thiết thực cho người dân, nhất là những người dân người ta hoạt động thể dục thể thao, mà nhất là cái tầng lớp lớn tuổi thì nó đông, rất là đông. Buổi sáng buổi chiều, nhất là hai cái buổi sáng buổi chiều tập trung rất là đông. Chắc cũng có vài trăm người hoạt động ở khu vực này. Và tắm biển, hoạt động tắm biển. Vừa thể dục thể thao và vừa tắm biển, đó là một cái hoạt động rất là tốt, rất là ok cho sức khỏe, cho nên là nhiều người rất là mê cái môn này đó, để mà tăng cường sức khỏe hàng ngày để người ta làm việc tốt hơn. Nếu có dịp ghé lại Ninh Thuận vài ngày, quý vị và các bạn hãy cùng đến với công viên biển Bình Sơn để cùng nghỉ ngơi thư giãn nhé. Và đến đây, một điểm đến ấn tượng sẽ được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một giới thiệu điểm đến ấn tượng Ninh Thuận kỳ sau. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả. Sau đây là thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Ninh Thuận, thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Dự báo thời tiết đêm 3 ngày 4 tháng 8 năm 2022 như sau. Thủ đô Hà Nội ít mây, trời nắng nóng, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Tiếp theo là thời tiết tỉnh Ninh Thuận. Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tại Nam cấp 2, cấp 3. Cụ thể thời tiết từng khu vực như sau. Khu vực huyện Ninh Hải, Thuận Bắc mây thay đổi, ngày nắng, có mưa dông vài nơi, gió tại Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Khu vực huyện Ninh Phước, Thuận Nam, mây thay đổi, ngày nắng, buổi chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Khu vực huyện Ninh Sơn, Bác Ái, mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông, gió tây nam cấp 2, có lúc cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vùng biển tỉnh Ninh Thuận mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc xét, gió tây nam cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét, biển động.